Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống và Thời Gian ạ. Giờ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bài kiện của Mỹ Xuyên chia sẻ. Hôm nay thì có phơi tứ quý với lại một số mai thành phẩm để về chơi Tết ha cô chú anh chị. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho Mỹ Xuyên, ủng hộ kênh Cuộc Sống và Thời Gian ạ. Dạ em xin phép cho clip chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha. Rồi, xin chào bà chủ ơi. Rồi xin chào Phương, rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay thì em có một số phô mai tứ quý muốn giao lưu với cô chú anh chị, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0355012347, Zalo là số đó ha. Rồi, vô cây đầu clip luôn đi ha cô chú anh chị. Dạ. Đầu clip tứ quý phong cao nha quý cô chú. Tứ quý phong cao ha. Dán trực ha. Trực có cành thì có tứ diện luôn á cô chú anh chị. Đế khá nha cô chú ơi. Rồi, xin số 2 luôn nha. Hoành 25. Dạ. Chiều cao là 1m35 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 50. Mã số 1. Mau chơi nha cô chú anh chị. Em cho luôn giá 1 triệu luôn nha cô chú ơi. Dạ. Mặt cắt cái nhựa mạnh luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi. Rồi, mã cây. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Tứ quý nha, tất cả là bộ tứ quý hết thôi cô chú. Bò sai nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi. Nhỏ nhỏ mà cái nồi đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Đế, đế cũ. Cây này nhỏ mà khéo nha cô chú anh chị. Cái này về ghép làm bonsai rất đẹp. Cái nồi mà nó gom đế không cũ nha quý cô chú. Đúng rồi. Giờ em xin số đo luôn nha. Rồi. Rồi, hoành ngay đây 25 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái củ đặt ngay đây được 50. Sổ nôm là 20, chiều cao tổng thể là 37. Cái đường kính bầu là 45. Cái vợ chồng bonsai mini ghép để bàn chơi đủ cơ nha cô chú. Rồi, em xin giá nha. Rồi, mã số 2 em giao lưu giá 3 triệu 9 ha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Số 3. Mã số 3, tứ quý ha. Cái này nó cái dáng nó cũng lạ lạ lắm cô chú chị ha. Để nơm ha. Cái thằng quấn qua nhìn cũng quấn mái cây á cô chú. Người mặt này cứng ngắc luôn ha cô chú. Kẹo nha. Rồi em cho cái hông số ha. Rồi hoành ngay chín này 29 ha cô chú anh chị. Sổ nơm là được 25. Chiều cao là được 45. Cái đường kính bầu nó 55 ha cô chú anh chị. Cái này cái thân lắc thì rất là duyên nha mấy cô chú anh chị. Lùng lùng. Làm bonsai ha, nhỏ gọn. Mã số 3 ha, em giao lưu là 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Dạ, số 4 chơi dán bay luôn ha cô chú anh chị. Tứ quý luôn ha. Dán bay ha cô chú. À, đế cũng khó đế nha. Cây này đâm trượt nhiều mà cô chú anh chị mình có thể phơi bầu trồng được liền luôn á. Phơi bầu trồng liền là ok luôn ha cô chú. Mặt cắt rất là mạnh luôn á cô chú. Dạ, xin số ra 3 dòng luôn bà chủ ơi. Dạ. Ngay đây là 33 đi ha cô chú. Cái củ đây là được 42. Rồi, cái chiều bay nó được 80 ha cô chú. Cái đường kính bầu nó là 56. Rồi mã số 4 em giao lưu là 2 triệu 8. Dạ 2 triệu 8 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi ok. Tiếp theo là mã số 5 ha cô chú anh chị. Cái lùng lực tàn đa nha cô chú. Cây này đọt chủ giót lắm luôn á. Cây này nó có cái lũa đây ha cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà nó lành nè ha cô chú anh chị. Cây này em bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây này đế có đế mà củ có củ nha cô chú anh chị. Nhưng không cắm vách nào luôn nha. Cây này về làm bonsai ha. Cây này hông lũa đẹp lắm á cô chú. Rồi, em cho hông số ha. Ngay vị trí này đi ha, là được 51 ha cô chú anh chị. Cái củ đặt dưới đây là được 60 ha. Cái đường kính bầu 49. Chiều cao là 56. Mã số 5 em giao lưu 2 triệu rưỡi.
một cái càng đa nha cô chú anh chị, lùng lực. Trên này nó gom một củ đặc luôn nha cô chú. Ok. À. Dạ rồi. Rồi, ở cho. Rồi, tiếp theo mã số 6 nha cô chú ơi. Em này cũng lực lắm nha cô chú anh chị. Em này cũng lùng lực ha cô chú. Em càng đa luôn nha. Dáng hơi siêu nè. Đế nó cũng đều lắm cô chú, không trống nhất nào luôn á. Trong này cũng có vẻ lót bự cho bán đi. Dạ em xin số đo luôn nha. Dạ. Rồi, ngay đây 32 ha cô chú ơi. Chiều cao là 57. Cái đường kính bầu nó là 60 ha. Cái này lùng lực nha cô chú anh chị. Rồi mã số 6 ha. Cái này em giao lưu giá 5,5 triệu ha cô chú. Dạ. Dạ đó. Rồi, tiếp theo mã số 7. Cây này đúng lùng lực luôn á chứ, quá trời cái cũ luôn á hả? Cây này hoành lớn. Cái này nhìn giống như hai thân vậy cô chú anh chị. Dạ. Ha. Nó dính liền mà ha cô chú. Mà bên này thì nó dính đó cô chú. Nè. Mặt bên này nó liền luôn rồi ha cô chú anh chị. Sẫm nôm nha cô chú anh chị, mà nó gom cứng đế luôn à. Đế nguyên cục luôn ha cô chú. Dạ, dạ. Rồi, mình cho cái hàm số thôi. Rồi, hoành ngay đây là được 49 đi ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, nguyên cái củ đế ngay đây là nó được là 101 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 59. Cái đường kính bầu nó được 72 ha cô chú anh chị. Dạ, lùng lực rất lớn nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi mã số 7 ha, em giao lưu giá 11 triệu nha cô chú anh chị. Đế mặt đầu cũng đế hết ha. Dạ. Rồi. Số 8. Số 8 nha cô chú anh chị. Đây này dán trực ha cô chú. Cây trực kỳ cành tứ gì luôn với cô chú anh chị. Đế đều bầu hết ha cô chú anh chị. Cái này đế thì không có trống vách nào luôn với cô chú anh chị, mà cộng rễ nó bự bự không luôn nha. Cái này về làm tàn không hả cô chú anh chị? Chi cành thì nó bỏ tứ diện luôn hết cô chú anh chị. Dạ, dạ. Cái này có nổi củ hả cô chú? Hoành là nó được 35 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái đường kính bầu nó được là 65 ha. Chiều cao là 1m35 ha. Cây này hót hăng nó 29 ha cô chú anh chị. Là cái thằng thông là mau chơi luôn á cô chú. Chỉ cần nó bỏ thá là điều nha. Rồi, mã số 8 ha. Em giao lưu giá là 7,5 triệu ha cô chú anh chị. Dạ. Cây rồi. 7 triệu. Là cây số 9. Số 9 nha. Trang gặp với cây số 8 ha cô chú anh chị. Dạ. Cực thẳng băng luôn, chi cành đóng tứ diện luôn nha. Đế nôm ha cô chú anh chị. Cốt cành đều luôn nha. Cây này nó sẫm đế nha cô chú, mà cộng rễ cũng bự bự không luôn nha. Màu tới đâu đế tới đó nha cô chú. Cây này cốt cành cũng lực lắm đó với cô chú. Dạ dạ. Ừ, em xin cái đó đây nha. Hoành là được 33 ha cô chú anh chị. Sổ là được 30. Cái đường kính bầu là được là 78 ha cô chú. Cây này hót hăng là 24. Chiều cao là 1m4 ha cô chú anh chị. Hoành đế nó khoảng là hơn 200 ha cô chú. Cái này ngoài khủng. Cây này lợp cây tàn thông siêu bông, cái nó là hoành tráng nó tàn luôn nha cô chú anh chị. Dây đế thì nở. Đế đều dắt luôn nha cô chú anh chị. Đế lực không. Rồi mã số 9 ha, em giao lưu 7,5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Số 10. Số 10. Quá trời cái nồi đế rồi cô chú. Cây này đế khỏi chê ha cô chú anh chị. Đế nó gối 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 lại ha. Đế nôm.
mọi khúc trên đây nó kẹo luôn ha cô chú anh chị. Ở đây nó có cái lũa ha cô chú, chóc da nhẹ ha, không sao ha cô chú, em bao bọng mục nha. Đây nó lũa từ trên này lũa xuống ha, nào nó kéo nó lành ha cô chú anh chị. Cái này hết biết nè cô chú ơi, em ôm nè, hai tay em ôm không giáp luôn nha. Đó, hết biết này lùng lực lắm cô chú anh chị. Dữ lắm. Cái này ở trong hình nhằm khi mình nhìn ở ngoài nó không khủng bằng ha cô chú. Dạ. Cái này kẹo nẹo cái đế luôn nha cô chú. Dạ. Nha. Dạ, em xin xếp ra đâu nè. Dạ. Dạ. Rồi, em vị trí này là 37 đi ha cô chú anh chị. Em đo đặt lỡ đây ha, là mét mốt đi ha cô chú anh chị. Đó. Sổ nôm nó là 42 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 72. Cái này đường kính bầu nó được là 86 ha cô chú. Bình đế nó khoảng 250 ha cô chú anh chị. Cái này chơi bộ đế không là đủ tiền nha cô chú anh chị. À, đế thì không trống cách nào luôn nha cô chú. Trên này nó gói gói cuộn tròn như xe mì nhé. Rồi. Rồi, cái này mã số 10 ha. Em Zalo giá 11 triệu. Dạ, 11 triệu. Rồi, mã số 11. 11. Em này cũng trực thẳng luôn cô chú. Trực quân thẳng luôn, chi cành đóng tứ diện luôn ha. Đến rồi ha, đến lực không đâu chú. À, đế sởm nha cô chú anh chị. Đều giáp luôn ạ. Rồi, rồi. Rồi, hoành ngay đây 30 ha cô chú ơi. Dạ. Cụ lỡ là được 75. Sổ là được 33 ha. Cái đường kính bầu là được là 67. Thóc thân là 22. Chiều cao là được 1m35 nha cô chú. Cái này cốt cành đẹp, đế đẹp. Rồi mã số 11 nha luôn 7,5 triệu luôn ha cô chú anh chị. Dạ, cái này thân thằng đế nó rất là ok nha cô chú anh chị ha. Rồi, em đã luôn nha. Rồi, đã ok. 12. 12 ha. Cái này cũ hết biết ha cô chú. Đó. Cô quý mà cũ hết biết ha. Nôm là nó gom cũ ha cô chú. Đặt quẹo luôn hả. Cái này cái hàng có rộng lắc ha cô chú kìa. Mặt bên này nó cũng đặc rồi ha. Tại chưa vệ sinh ha cô chú anh chị. Đó, cây mới ha. Nè, bên mé bên này nè. Đặt kẹo luôn. Cái quý mà cũ đặt luôn ha cô chú. Rồi em cho cái hông số ha. Hoành là 33 ha cô chú. Cái cũ đặt là 57. Đến nôm là được 30 ha. Chiều cao là được 54. Cái đường kính bầu là được 55 ha. Rồi mã số 12 ha. Em cho luôn 5,9 triệu nha cô chú. Khéo nha cô chú anh chị. 5,9 triệu. Cũ hết biết rồi. Thân lắc mà có củ nôm luôn nha cô chú chị, nôm đế luôn nha. Dạ rồi. Rồi đợi cái. Mã số 13. 13. Rồi cái này cũng hàng VIP luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Đế lực ha cô chú anh chị. Đó. Còn ghế là chập há nữa không mọi người. Cái này đế đến đường thân nó rất là khéo ha cô chú. Nó có cái eo lắc nè. Dạ đúng rồi. Cái eo đó, có eo ngọc trinh nha cô chú anh chị. Eo ngọc trinh luôn ha. Đó. Quá trời cái nào đế nè. Không trống vết nào đâu cô chú anh chị. Đế nó lực nó đều luôn ha cô chú anh chị. Cái này rất khéo ha. Dạ, dạ, em xin xác anh ha. Rồi, em cho hông số ha cô chú. Rồi, hoành ngay chiếc này 39 đi ha cô chú anh chị. Sổ nó là 4 tấc đi ha cô chú ơi. Chiều cao là được 85.
Cái này cái đường kính bồng nó được 80 ha cô chú. Hết biết, đế kẹo nẹo chưa? Dạ, lùng lực mà đế lắm, rất là ok nha quý cô chú. Dạ. Rồi mã số 13 ha, em giao lưu giá 15 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 15 triệu nha cô dạ. Chú. À, 14. Mã 14 ha. Rồi em này sát lớn mà có đế có củ nha cô chú anh chị. Đế lực không ha. Đế nơm gom củ nha cô chú. Cái này chưa cần cũng có, mình ghét cũng ok đó thôi chứ anh chị. Dạ, em xin xác lo luôn ha. Hoành là 39 ha cô chú ơi. Củ đặt ở đây nó được là 57 ha. Sổ là 22. Cái đường kính bầu nó 59. Chiều cao là 79 nha. Rồi mã số 12 em giao lưu là 4,5 triệu. Ý là 14 chứ. Mã số 14 hả cô chú? 4,5 triệu. 4,5 triệu. Dạ. 15. Mã số 15 ha. Cũng là cây cuối clip ha cô chú. Sắc lớn hơn cô chú anh chị ha. Cốt cành này hỏi cho nên cô chú anh chị cốt cành cà bá thử hơn luôn ạ. Cây này nó bự lắm. Ở ngoài bự lắm ha. Dạ, đế thì cũng khá là đều quá mấy cô chú anh chị. Rồi em xin cái đo luôn ha. Bự quá. Cái này nó năng cây lực ha cô chú. Rồi hoành ngay đây nó 47 ha cô chú anh chị. Dạ. 47 hoành. Đế chải ha. Cái đường kính bầu nó là 70 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m13 ha. Cốt cành nó lực lực không ha. Cốt cành khoảng 20 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 15 ha. Em giao lưu giá 12 triệu ha cô chú anh chị. Dạ. 6 ha. Cây cuối clip luôn ha cô chú anh chị. Mã số 16. 16 ha. Cốt cành là ghép mỗi tay luôn cô chú anh chị. À, chi cà là bự bự không luôn nha. Cái này đế, đế chảy đều ha. Dạ. Cái này bầu lớn ha cô chú, khoảng 250. Đế lực luôn á cô chú anh chị. Dai đế nở luôn á. Đây rồi, tôi sẽ ra đây nha. Rồi. Cái này đường, đường kính bầu nó được 80 ha cô chú. Dạ. Rồi, cái hoành nó 50 chẳng luôn ha. Dạ. Chiều cao nó được là 1m2. Rồi cây mã 16 là cây cuối clip ha cô chú anh chị. Em giao lưu giá 20 triệu. Dạ, chi cành thì đóng đều luôn á cô chú. Dạ. Tứ viền luôn ha. Cây bên em là bao bầu đất viên ha cô chú anh chị. Dạ. Không có bầu phân bầu gì hết ha. Không có cảo sữa đế gì ha, đế tự nhiên, thiên nhiên ha cô chú. Rồi, cô chú anh chị mình xem ưng ý cây nào gọi trực tiếp mình chốt cây ha cô chú anh chị. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Hẹn cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Rồi, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú.